Hello, hello, chào mọi người ha. Chào cả nhà. Thì hôm nay thì mình sẽ phối màu trong set 200 màu nha mọi người. Đó, màu rất là đẹp. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ phối những cái màu lạ một chút xíu nha. Và hôm nay thì mình sẽ có một cái bộ nail lạ nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ đi hết mấy cái màu cái đó. Qua bên này một chút nha. Mình đi cái ngón út nè. Khi mà mình làm 3 ngón rồi mình sẽ nhớ mình sẽ làm like chia sẻ những cái màu cho mấy chị luôn. Và màu đầu tiên của mình sẽ là màu số 50. Màu này là một màu 50, 51 nè. Với lại màu này là 31 nha mấy anh chị. Xong hết là xin sẽ đẩy lại cho mấy anh chị thấy cái số màu. Tại nãy giờ mình lột ra mình quên mất. Nên là khi mà đắp xong cái là xin sẽ cho mấy anh chị coi cái màu nha. Đầu tiên thì mình sẽ phối màu 50 nè. 50 kết hợp chung với màu 51, xong với màu 31 trong set sunset set. Thì hôm nay thì mình sẽ phối những cái màu thì nó hơi khác một chút nha. Đó, đầu tiên thì mình lấy cái màu 50 ha. Mình đi khoảng là 60 hay là 70% thôi. 60% chứ. Đi 60% cho màu số 50. Đó, mình giữ bột bên trong tay. Sau đó thì mình đưa bột xuống nha. Màu không có bị mơ bồ nha mấy anh chị. Đi khoảng là 60% thôi, cái màu đầu tiên. Tại đây mình đang đi ombre 3 màu. Thành ra mình sẽ chia cái tỷ lệ ra ha mấy anh chị. Mình có thể 50, 60 hay là 70 tùy theo cái mức độ mà màu mà mình muốn á. Ở trong này thì mình muốn cái màu xanh, màu blue của mình nó nhiều chút thì mình sẽ đi là 60%. Và khi mà mình phối ombre 3 màu mình không nhất thiết là mình phải đi cho nó dày đó mấy anh chị. Tại vì khi mà xong hết á mình còn cover một lớp crystal clear lên nữa. Để mà mình bảo vệ những cái màu ombre của mình đó mấy anh chị. Xong hết này ha, mình chờ cho nó khô chút. Đó, tại vì mình sẽ đi qua cái màu thứ hai. Màu đây là màu số 48 26 với lại màu số 33. Rồi, mình tiếp tục đi cái dòng thứ hai ha. Tại vì cái này mình chờ khô chút mình đi ombre. Ngón này thì mình sẽ đi cái màu xanh. Màu này là màu số 48. Trong collection là 200 màu nha mọi người. Đó, mình giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn. Bắt đầu mình di chuyển bột mình xuống nè. Đó, sau đó mình sẽ cho ngay cái chỗ đường nối luôn luôn là mình mỏng nha. Tại vì khi mà mình đắp á, đôi lúc á mình không có biết được cái màu đó nó có cover đối với những cái màu đậm hay không. Nên thành ra là ngay cái chỗ đường nối là mình luôn luôn là cho nó mỏng. Nó mất focus phải không? Đó, bắt đầu mình vuốt hẳn ra khỏi tới phần đầu móng luôn nha. Đây mình đi hai ngón thôi, hai ngón trước thôi. Tại vì khi mà mình đi xong á mình phải chờ ngón này khô chút mình mới đi cái màu khác lên. Rồi. Bạn yếu quá bà con ơi. Rồi đây là màu số 51. Ngón này thì mình sẽ kết hợp chung với màu số 51 nha. Đó, ngón này thì mình chia đôi nó ra. Rồi. Và khi mà mình vuốt có 8 tới 12 giây là mình phải vuốt nha mấy anh chị. Tại vì để lâu quá đó, cái độ loang đây nó không có nè. Không, bột nó khô quá là mấy anh chị vuốt á là nó ra hai màu liền. Nên thành ra khi mà mình vuốt có 8 tới 12 giây là mình vuốt nha. Đừng để khô quá. Và khi mà vuốt những cái màu ombre màu á, nếu mà anh chị nào mới tập đắp á, đừng dùng cái liquid khô quá. Liquid khô quá nó khô nhanh lắm. Thành ra là mình không có đủ thời gian để mà mình làm cho nó ombre. Không. Đó, và khi cái chỗ nào nó đẹp rồi đừng vuốt nữa. Đúng không? Mình để cho nó khô chút mình mới đi cái màu thứ ba lên. Thì như vậy cái màu thứ hai nó sẽ không có bị mất. Rồi, ngón này cũng vậy ha. Dùng cái màu này. Rồi mình cũng chia đôi nó ra. Bắt đầu thì mình sẽ đậy cho phần cuticle cho nó mỏng đã. Rồi, mình dồn cái bột của mình xuống xa một chút, tùy theo là mình muốn cái màu này của mình xuống tới đâu. Đó, vuốt cho nó ướt thì cái màu của mình nó sẽ có cái độ loang như kiểu ombre vậy đó. Rồi cái chỗ nào nó đẹp rồi không vuốt nữa nha. Và những cái ngón này lát nữa là mình sẽ cover là crystal clear lên. Để cho nó giống như kiểu mà mình bảo vệ cái phần ombre của mình á. Rồi lại trở về cái ngón này. Tại vì khi mà ướt quá mình đâu có đi màu thứ ba được đúng không? Từng cái thôi. Rồi ngón này thì mình sẽ đi cái màu số 3 lên.
màu số 3 này thì mình sẽ sử dụng một trong những cái màu số 31 trong collection là Sunset nha. Rồi, đi xuống nè, đẩy lên cuticle cái đó. Đó, cho nó mỏng. Đó, bắt đầu mình dồn vô tháp bộ của mình nhẹ xuống. Chỗ này thì mình chỉ cần một ít thôi, nên thành ra mình không có cần đẩy xa quá. Rồi, xong. Cho nó vô đây. Rồi chăm sóc hai bên ha. Tại vì khi mà mình vuốt cần cuticle á, bột của mình nó ướt mà chảy ra hai bên á, là mình sẽ dùng cái cây cọ mình đẩy nó vô, chứ mình không lấy bỏ nó. Không, mình đẩy nó vô và mình ôm vô phần thân móng của người gắt á. Đó. Rồi đây là đi ba màu xong, hoàn chỉnh ha. Nếu mà thiếu thì mình có thể là bù thêm. Đó, thì khi mà như vậy thì mình sẽ ra nè, thấy không? Cái chỗ đường nối hồi nãy mình đã tạo cái đường mỏng á, mấy chị thấy là cái màu sinh sắc của mình rất là mỏng. À, sinh sắc của mình màu nhạt nhưng mà nó vẫn cover được, tại vì sao hồi nãy mình đi màu xanh á là mình có làm cho nó thật mỏng rồi mấy anh chị. Rồi tới cái màu này ha, để lên cuticle ha. Chỗ này thường đa số thì cái màu thứ ba của mình á mình không có đi xa quá, mình đi xuống nhẹ thôi mấy anh chị. Giờ vuốt nè, nên là tới khi mà mình vuốt á, vuốt ướt nha mấy anh chị, đừng vuốt cho nó khô. À, và khi mà mình vuốt á, màu vàng nó xuống tới đây, mấy anh chị lấy một chút xíu nước đánh cho nó tan qua. Đây là những cái tông màu cách chọn ha. Đó, trường hợp mấy anh chị thấy là ở đây nè, màu nó không đẹp đúng không, mình lấy thêm miếng một chút nha, mình sẽ đặt từ trên cuticle mà mình biết vuốt lại thêm lần nữa. Tại vì hồi nãy ngay chỗ này nè, đó nó thì bị thiếu nè. Rồi ngay bên này là nó thiếu nè mấy anh chị. Bắt đầu mình cũng dồn y chang vậy luôn, cho nó xuống, cho nó đều hai bên. Bắt đầu mình vuốt. Và khi mà mình vuốt, đối với những cái màu này vuốt ướt nha, khô quá là nó sẽ ra hai màu luôn. Rồi bắt đầu mình đánh tan chỗ này, thế là cái ombre của mình nó ra. Thì đối với cái màu vàng á thì nó xuống hơi dày nhiều chút xíu, mấy anh chị sẽ thấy màu nó che mất cái màu hồng rồi. Nếu mà mình đi mỏng nè mấy anh chị nè, màu hồng nó bị mất nhiều, mình cũng có thể đi lại nè một lần nha mấy chị, tại vì mình đi mỏng mà, trong trường hợp gọi là chữa cháy á. Rồi để đây, đó mình sẽ cho cái màu hồng của mình xuống xa một chút, để lát nữa là cái màu vàng của mình có chỗ. Đó, đi lại cái màu hồng, đó nó đã xuống xa hơn nè. Giờ mình chờ khô chút xíu nha. Sau đó mà mình đi ba màu ombre á, trong trường hợp á, nếu mà mình đi chưa khéo, mấy anh chị đi mỏng thôi, lát nữa là mình còn có thể là mình chữa cháy, tức là mình cho thêm cái màu khác vô. Và mình sẽ chờ cái màu hồng khô chút và mình sẽ đi lại cái màu vàng. Đó, đặt, không cần đẩy sát cuticle đâu mấy anh chị. Đánh hai màu vàng cho nó tan ra hai bên. Đó, thế là xong. Đó, là mình đã có cái màu hồng nó nhiều. Thiếu chỗ nào thì trong trường hợp này là mình cho thêm nó vô. Đó, kiểu mà mình bù á, kiểu mà mình fix á, bị hư á. Đó, xong. Lát nữa mình chỉ việc là cover là crystal clear thôi, tại vì nó không có bị dày nha. Nên đối với khi mà mình đi ba màu á, nếu mà anh chị nào mà mới làm á, mình đi mỏng thôi, đừng nên đi dày. Tại vì trong trường hợp mà không được giống vậy, màu nó không có lem, hay là mình chia tỷ lệ không đúng á, là mình có thể là chia lại ha. Chứ mình đi mà hồi nãy là không thấy màu hồng, là khi mà mình lên á là hai bên nó khác liền. Rồi ngón này thì mình sẽ đi là 5 màu 56 với lại màu số 5 với lại màu số 147 nha. Rồi, đầu tiên là mình đi màu này. Cái này thuộc về cái màu đậm. Đi khoảng 60 hay là 70% thôi. Đi ba màu là mình đi mỏng thôi mấy anh chị. Không nhất thiết là phải đi dày. Nếu mà mình mới tập đắp mình đi mỏng thôi. Để mà cho nó có màu thôi mấy anh chị, lát nữa xong hết mình cover crystal clear lên. Và vuốt cho cái chỗ đường nối cho nó thật là mỏng, để lát nữa mình đi màu khác nó cover được cái màu đậm đó. Tại vì đa số thì cái màu mà màu ở trên cái đầu móng mình cho màu đậm hơn.
Rồi đi cục thứ hai. Mình chờ cho cái cục đầu tiên khô chút nha. Rồi cái ngón này thì mình sẽ lấy cái màu này, màu này để đây đi. Rồi cái ngón đeo ngón chỉ thì mình sẽ đi ba màu nha mấy chị, đi ba màu 151 nè, đây là màu 151 tới màu 29. Đây là màu số 77. Đó, đây là những cái màu mà bữa giờ là Quỳ Xanh chưa có phối qua đó. Đây là bộ nail đầu tiên rồi. Bộ nail đầu tiên là mình phối những cái màu nó different một chút, different cái style nha. Rồi mình đi hoàn chỉnh cái này màu số 5 nha. Màu số 5. Đó, đi khoảng là 50% thôi. Tap cuticle cho nó mỏng nè. Đó, dồn bột vô. Di chuyển cái bột xuống nha. Đó, cho nó xa chút. Nếu mà không di chuyển á, đôi lúc á mình không có kéo xa được, mình kéo tới mức đó là hết rồi. Nên là muốn đi ombre sau, xa thì mình vuốt nó xuống nhiều hơn. Đó, và vuốt cho nó ướt để cho cái màu của mình nó xuống hơn. Rồi ngón này. Để cô xin dọn mấy cái màu này đó. Tay khách dính hết rồi. Rồi móng dài quá, để đậy cái này lại. Đây ha, màu số 50. Màu số 51 nè. Còn đây là Sunset 33, 31 trong của Sunset. Còn đây là màu teal. Màu teal này là số 48. Cái này ngón đeo nhẫn á, tại vì tôi xin đẩy này lại đó. Đó, 48 nha. Rồi tới cái màu này. Màu này là màu 26. Và toàn bộ những cái màu này của mình đó, nó matching giữa deep với gel nha mấy anh chị. Đây màu số 33. Rồi tới ngón này. Chưa xong. Xong ra đây lại. Bàn nó hơi rung chút. Đây là màu số 147. Đó, trên này thì mình sẽ đắp màu 147. Giờ xong. Đó, 147. Đẩy cái màu này lại cái. Màu không bị marble nha mấy anh chị. Mấy cái màu mà Quỳ Xanh đang xài là không có bị marble. Thì trên này mấy anh chị thấy là Quỳ Xanh đắp ha. Hello TJ. Khỏe không? Rồi, bắt đầu là mình sẽ đi cái món khác. Đây, màu mình đây ha mấy anh chị. Hôm nay thì mình đi màu thập cẩm, phối 3 màu nha. Tại chủ yếu khi mà làm live thì cho mấy anh chị thấy là cái tông màu của mình, với lại những cái tông màu của mình nó phối ra nó đẹp, và design thêm miếng nữa là xong không? Mà design gì chưa biết. Nhưng mà trước khi đi là cô xin đắp cái màu lên cho mấy anh chị thấy cái tông màu cái đã. Rồi nó không có bị marble không? Cái này màu số mấy? Quên rồi. Màu số 151. Màu số 151 nó giống như pastel của màu vàng á. Đây không bị marble nha mấy anh chị.
giờ đi qua ngón này, bên này. Tại bên này đi có ngón à, chưa xong. Đi hai bên luôn ha. Cái set này hiện tại đang có chương trình cho full July 4 sale nha mọi người. À, khi mà anh chị mua cái set 200 màu, nó vừa có bột, vừa có gel. À, bột của mình thì vừa đắp vừa dip. Và cái set này của mình á, bột á, thì dip nó sẽ matching với gel nha. Còn bột đắp á, thì nó sẽ tan trong liquid á. Nên thành ra là mình rất là khó xác định và tùy theo cái độ dài nữa. Nên là cái set của mình á, là nó sẽ matching với giữa dip với gel nha mấy anh chị. Rồi xong. Bắt đầu mình cắt bột. Rồi. Bên này khô. Đó, khi mà mình đi ombre đó, mấy anh chị mới cố gắng cho cái cục đầu tiên nó khô cái đã. Rồi mình mới đi cái ombre lên. Đi mỏng thôi. Lát mình cover crystal clear lên là được. Đó, giờ ombre mình nó lên đẹp rồi. Đây nó còn một chút xíu nè. Lấy một ít liquid nè. Lấy cái màu cam nó ra. Màu nâu chứ. Nâu đỏ. Cái này là mình phối lên thôi mấy anh chị. Những cái màu này chưa bao giờ phối, nhưng mà mình trong một cái bộ nail mà mình phối vậy để cho mấy anh chị thấy được cái tông màu của mình lên và nó không bị bubble ha. Và khi mà mình phối ombre mình còn phải lựa màu làm sao cho những cái màu nó phù hợp với nhau, tự nhiên nó ra tông nó đẹp. Còn nếu mà tông màu nó không phù hợp, cho dù mình vuốt đẹp cỡ nào đi nữa nó cũng không có ra. À, mình đi mỏng mình có lợi nhiều phải không? Đôi lúc nó bị chỗ nào nó chưa đẹp á, mình thêm vô được. Còn khi mà đi dày á, đôi lúc chỗ nào nó không có đủ á, mình rất là khó sửa. Rồi xong, next one. Cái này đi màu tím luôn kìa. Mình chưa bao giờ thấy cái ba cái màu này phối chung với nhau luôn á mấy anh chị. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ nha, cái ba cái màu này chưa bao giờ phối luôn á. Đó, rất là xinh ha, chủ yếu là cái màu nó lên nó đẹp nè. Rồi ba màu này phối cũng hợp nha mấy anh chị. Phối đẹp nha. Lần đầu tiên luôn á. Nhưng mà đẹp. Ba màu này phối lên đường nha mấy anh chị. Bình thường phát theo thì dễ phối rồi mấy anh chị. Còn phối những cái màu đậm như vậy nè, đôi lúc mình phải thử lên mình mới biết được. Không. Đó, không, màu hồng, màu xanh thì dễ rồi. Nhưng mà những cái màu này nè. Chưa bao giờ phối nhưng mà ba màu hợp nha. Đẹp. Đó, rất là stunning luôn mấy anh chị. Wow. Rồi, ngón cái. Cái màu này là màu 141 nha mấy anh chị.
Rồi tới ba màu này là màu 66, màu 58 với lại màu 94 nha. Đây chắc là màu tím rồi. Tím nhẹ, tím xám. Đây là màu xanh. Màu 94. Màu xinh nha mấy anh chị. Phối xong lên là màu rất là cưng nha. Rainbow luôn. Rồi đi màu này trước nè. Chó chỗ đường nối mỏng nè. Rồi kéo bột xuống, di chuyển bột xuống tại vì mình cần mỏng thôi chứ mình không có cần dày nha. Để cho nó thấy màu, lát mình sẽ cover crystal clear lên. Bên này đó, màu không có bị marble. Ok. Thank you TJ. Yeah. Trên đây là tôi xin chia sẻ làm sao phối màu nha. Tại những cái màu này mình cũng lần đầu tiên phối luôn. Mấy chị thấy mấy bộ nail mà tôi xin có không có mấy màu này. Tức là mình dùng những cái tông màu khác á, mình phối. Để xem cái màu này ha. Tới cái màu này nè, coi nó có hợp hay không. Cũng ok. Rồi. Hai màu này thì không cần nói rồi. Quan trọng là cái màu kia kìa. Màu số 3 kìa. Biết mình có để lộn không? Chắc tại cần phone mới rồi. Không, đừng update mà. Update không xài được. Mua tặng phone mới đi. Yêu cầu tặng phone mới. Đó, xong. Không, giúp đẹp để đó. Rồi tới màu này là màu số 94 nha. Màu này 94 nè. Nhiều quá. Lấy ít thôi. Đó. Mềm. Nhiều quá che hết cái phần màu của mình. Đi ướt ướt một chút, đừng khô quá. Mấy màu này khô quá là mấy anh chị mới tập á, không vuốt nổi. Em còn vuốt không nổi. Đó, rầy là cho nó ướt một chút, 8-12 giây vuốt. Nó cần cái độ loang thôi mấy anh chị.
Đó, nó cần cái độ loang thôi. Từ từ chỉnh lại nó. Màu càng khó thì nó cho nó càng ướt chút. Rồi, rút lại cho chỗ này nó không có màu. Coi lên màu đẹp không? Được á. Rồi. Này là mình đang đi mỏng nha mấy chị chứ không có đi dày. Lát nữa là mình sẽ cover là crystal clear lên. Đó, đây nó nhiều quá, lấy cọ mình đánh cho nó tan bớt đi. Tan bớt đi. Để phía sau mình đi cục khác lên. Nó đậm quá, lát nữa là mình có kéo đi nữa cũng khó xuống. Rồi trên đó đủ đầy rồi. Từ trên này cho nó qua. Xong cho nó xuống xa chút. Đó, gặp những cái màu khó là coi như là thêm vô kiểu này nè. Đó, nhẹ nhàng cho nó phớt phớt ra. Chỗ nào vuốt rồi thì không vuốt nữa. Tại vì cái này là đôi lúc có những cái màu đậm á, pigment nó nhiều hơn. Đó, mình mạnh tay chút là coi như pigment nó mất hết. Rồi, chỗ nào đẹp rồi không đi nữa. Màu số 66. Ba màu này là phối ok rồi. Xong hết là mình sẽ cover crystal clear lên nha. Lúc này mình cover crystal clear lên để bảo vệ cái màu của mình. Mấy ngón này cover rồi. Ngón này chưa. Đó, đối với những cái màu đậm tháp cho nó tới bề mặt trên xuống. Cái này mình có thể lựa chọn đi hai cục. Rồi xong.
nên mình đi hai cục ha. Một cục đôi lúc mình không có đủ bột á, mình chỉ đi hai cục. Cục đầu tiên mình cũng đi 60-70% gì đó, tại vì đi clear nó cũng dễ đó, mình khâu vào hết đi, để lát á mình lỡ mình có dũa mạnh tay cái phần ombre của mình không có mất. Rồi lại mình đổi cái hai màu này là được rồi ha. Nãy đổ vô xong á hả, cho cái màu màu này nó nằm chính giữa nữa là đẹp, tại hai màu kia nó cũng gần giống á mấy anh chị. Rồi thế là xong. Rồi thế là xong nha mấy anh chị. Màu xinh ha. Lên xong một cái là hả, mấy anh chị thấy là giống màu của thầy Thích Minh Tuệ chưa? Ok. Thank you mọi người rất là nhiều ha. Nãy giờ tính làm mấy màu đó nhưng mà mình làm ombre ha, để cho mấy anh chị thấy là những tông màu của mình nó đi nó hài hòa cỡ nào. Thì đôi lúc đó thì phối màu á thì mình cũng thử trước. Nếu mà trong tiệm có thời gian thì mình có thể là phối màu nha. Đây là hai cái ngón này nè. Mấy anh chị thấy không? Màu đầu tiên, một trong những cái màu lần đầu tiên mình phối nè. Chưa bao giờ phối ba cái màu này ha. Đẹp lên đẹp. Rồi, ba cái màu này nữa, phối lên cũng rất là đẹp nha mấy anh chị. Còn hai cái màu này thì nó cũng bình thường, đúng không? Thank you my mắt chân nha, thank you mọi người. Còn ba màu này cũng là lần đầu tiên là cô xin phối nè. Bình thường thì màu blue với màu hồng thì có rồi. Nhưng mà cộng thêm cái màu này nữa là màu 147 nè, không lên cũng đẹp đó, lên cũng đẹp ha, rất là đẹp nha. Nên ra đây là cũng là một trong những cái màu mà Christine muốn giới thiệu cho mấy anh chị là màu không bị marble và lên màu của mình rất là đẹp. Thank you mọi người rất là nhiều nha, và Christine sẽ hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình. Thì toàn bộ những cái set màu mà Christine hồi nãy dùng có ở trên là trong set 200 màu nha mấy anh chị. Đây để cao lên chút cho mấy anh chị thấy là hết những cái tông màu của mình. Đây ha, ba màu không thấy hết được. Cao quá. Xa quá, cao lên chút nữa. Đó. Rồi. Khi mà xong hết này lát nữa là mình sẽ có cái design mới nha mấy anh chị. Thì Christine sẽ chia sẻ cho mấy anh chị là mấy cái màu khoác treo. Đó, thường đa số thì mấy anh chị thấy là Christine làm live chủ yếu là chia sẻ cách xài với lại những cái sản phẩm mà mình có trên website của mình nha. Thank you mọi người rất là nhiều, và hôm nay thì mình sử dụng là 15 màu. Cho 5 ngón nha, kết hợp 3 màu cho ombre. Thank you mọi người, bye bye và hẹn gặp lại nha.